BDS Cẩm Mỹ 1 hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn, các anh chị doanh nghiệp để biết đường cầu mên nằm vào trí nào. Này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các quý vị đi từ đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh về đường quốc lộ 51 và rẽ vào đường 769, đi qua khu tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành đến gần ủy ban xã Bình An, rẽ phải là gọi đường cầu mên đi cẩm đường giáp với ranh giới của sân bay cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thì hôm nay em xin giới thiệu với các bạn, bạn nào quan tâm mua đất kho bãi nhà xưởng tại đường cầu mên xã Bình An thì liên hệ trực tiếp với em hoặc đăng ký kênh, cập nhật số Zalo 0982 68 7668.